Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 3, phẩm thọ ký thứ 6. Phẩm thứ 6 là phẩm thọ ký. Thọ ký còn gọi là thọ quyết. Phật dự ghi nói bạn tương lai vào lúc nào, tại nước gì thành Phật, danh hiệu gì, cõi nước của bạn có gì đặc sắc, thọ mạng của Phật dài bao lâu, vân vân. Bạn được giữ ghi như vậy thì gọi là thọ ký. Thọ quyết là gì? Quyết là quyết sở chân lý. Bạn tự mình sở quyết định một Phật hiệu. Danh hiệu của bạn và danh hiệu các đức Phật khác nhau chẳng giống, vì mỗi vị Phật đều có một danh hiệu đặc biệt, giống như mỗi người đều có tên của mình. Thọ quyết là nói bạn tương lai quyết định có thể thành Phật, do chính đức Phật thọ ký, người khác chẳng có tư cách. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng xướng lời như vậy: đệ tử Maha Ca Diếp của ta đây, ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 vạn ức các đức Phật Thế Tôn, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, rộng tuyên nói vô lượng đại pháp của các đức Phật, giảng giải. Lúc đó, tức là lúc Đức Phật nói xong bài kệ Phẩm Dược Thảo Dụ, bèn nói với tất cả đại chúng: đệ tử Đại Ca Diếp của ta đây, các ông, mọi người nên biết. Lúc Phật còn tại thế thì Tôn giả Ca Diếp đã là 160 tuổi. Đến nay, Ngài vẫn chưa nhập diệt. Hiện nay, Ngài đang ngồi thiền nhập định ở trong núi Kê Túc tại Vân Nam, Trung Quốc. Có thể nhìn thấy Ngài chăng? Có thể, nếu bạn có tâm thành thì có thể thấy được Ngài. Phật giáo tức là nói một chữ thành. Bất cứ làm gì, nếu có tâm thành thì nhất định có biện pháp. Ví như người tu hành, nếu có tâm thành chân chánh thì chẳng sợ không có người đến cúng dường. Tại sao chẳng có ai đến cúng dường? Vì kiếp trước bạn tu huệ chẳng tu phước. Do đó có câu: tu huệ chẳng tu phước, La Hán ôm bát không. Nếu biết đạo lý này thì nên mau tu phước huệ, làm nhiều việc thiện, khiến cho phước huệ đều tròn đầy. Ngài Maha Ca Diếp ở đời vị lai sẽ cúng dường cung kính và phụng thờ 300 vạn ức các đức Phật Thế Tôn. Ngài cúng dường cung kính, tôn trọng, tán thán tất cả chư Phật, rộng tuyên nói vô lượng đại pháp của chư Phật. Kinh văn: ở nơi thân cuối cùng được thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Giảng giải: thân cuối cùng của Ngài được thành Phật Đạo, hiệu là Quang Minh Như Lai. Vì thân của Ngài phóng ra kim quang, cho nên Ngài được tên là Quang Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đây là 10 hiệu của mỗi vị Phật đều có. Kinh văn: nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Giảng giải: cõi nước của Ngài thành Phật tên là Quang Đức, vì nhân dân trong cõi nước đó đều có quang minh và đức hạnh, cho nên gọi là Quang Đức. Kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, kiếp Trang Nghiêm đó có vô lượng vô biên Đại Bồ Tát. Kinh văn: Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp lưu lại ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Giảng giải: vị Phật Quang Minh đó sống lâu đến 20 tiểu kiếp, chánh pháp của Phật lưu lại thế gian 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng thế. Kinh văn: cõi nước Trang Nghiêm tốt đẹp, chẳng có các thứ dơ xấu, ngói sỏi gai gốc,
và đồ tiện lợi chẳng sạch. Giảng giải, cõi nước đó rất trang nghiêm đẹp đẽ, chẳng có một chút nào không sạch sẽ, cũng chẳng có những thứ dơ xấu, càng chẳng có ngói sỏi hoặc gai góc. Người dân cõi nước đó cũng chẳng có đại tiểu tiện dơ bẩn, vì họ đều là thiền định tướng, lìa đời thanh tịnh. Kinh văn: cõi đó bằng phẳng, chẳng có cao thấp, hầm hố, gò đống. Dùng lưu ly làm đất, cây báo thẳng hàng, vàng rồng làm dây. Dùng để văng bên đường, rải rác qua báo khắp nơi đều trong sạch. Bồ Tát ở nước đó có vô lượng ngàn ức, các chúng hàng thanh văn cũng vô số, chẳng có diệt ma. Tuy có ma và dân ma, nhưng chúng đều hộ trì Phật Pháp. Giảng giải, đất đai ở nước đó bằng phẳng, chẳng có sự cao thấp, cũng chẳng có hầm hố, gò đất, núi hang. Nước đó dùng lưu ly làm đất, có 7 hàng cây báo thẳng hàng. Dùng vàng rồng làm dây, dùng để văng ở bên đường, thường rải đủ thứ hoa báo. Khắp nơi ba bên bốn phía đều sạch sẽ, có vô lượng ngàn ức đại Bồ Tát để trang nghiêm cõi nước đó. Còn có tất cả chúng hàng thanh văn số lượng cũng vô cùng vô tận. Cõi đó chẳng có ma chướng, chẳng có ma chướng, tức cũng chẳng có phiền não. Tại sao chẳng có phiền não? Vì tất cả nhân dân đều tu thiền định. Cho nên, tuy có ma dương và dân ma, song chúng đều hộ trì Phật Pháp, chẳng phá hoại Phật Pháp. Sao lại có cảnh giới thù thắng như thế? Vì khi Thế Tôn Giả Ca Diếp tu hành tại nhân địa, thì bắt đầu tu đủ thứ hạnh đầu đà thanh tịnh, chiến thắng tất cả ma quân, cho nên hàng phục được tất cả ma dương, khiến cho chúng đều biến thành hộ pháp trong Phật giáo. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên, bèn dùng kệ để nói với đại chúng. Kinh văn: bảo các tỳ kheo, ta dùng mắt Phật thấy Ca Diếp này ở đời vị lai, trải vô số kiếp sẽ được thành Phật, ở đời mai sau cúng dường phụng thờ 300 vạn ức chư Phật Thế Tôn, vì trí huệ Phật tịnh tu phạm hạnh, cúng dường tối thượng lưỡng túc tôn rồi, tu tập tất cả trí huệ vô thượng, nơi thân cuối cùng sẽ được thành Phật. Giảng giải: Đức Phật nói với tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng bao quát tất cả cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tất cả Bồ Tát, Thanh Văn La Hán, Thiên Long Bát Bộ ở trong đại hội. Phật nói, ta dùng mắt Phật quán sát, thấy Ca Diếp ở đời vị lai, trải qua vô lượng số đại kiếp sẽ thành Phật. Ngài Ca Diếp trước khi chưa thành Phật, ở trong đời vị lai sẽ cúng dường cung kính, gần gũi 300 vạn ức các Đức Phật Thế Tôn. Ngài đều dùng tâm kiên thành, khẩn thiết cung kính, cúng dường, lễ bái, khen ngợi tất cả chư Phật Thế Tôn. Vì muốn đắc được trí huệ của Phật, cho nên Ngài tu đủ thứ khổ hạnh thanh tịnh. Do sự cúng dường đấng lưỡng túc tôn phước huệ tối thượng, tu tập tất cả trí huệ tối cao, nên thân cuối cùng của Ngài tất sẽ được thành Phật. Kinh văn: cõi đó thanh tịnh, lưu ly làm đất, nhiều các cây báo thẳng hàng bên đường, dây vàng văng đường. Người thấy vui mừng, thường tỏa hương thơm, rải các hoa quý đủ loại kỳ diệu, dùng để trang nghiêm. Mặt đất bằng phẳng, chẳng có hầm hố, các chúng Bồ Tát không thể tính kể, tâm đều nhu hòa, có đại thần thông phụng trì kinh điển của các Đức Phật, các chúng thanh văn thân cúi vô lậu, làm pháp dương tử cũng không thể đếm, dù dùng thiên nhãn cũng chẳng biết được. Giảng giải: cõi nước của Ngài Ca Diếp rất thanh tịnh,
Vì khi Ngài ở tại nhân địa tu hạnh đầu đà thanh tịnh, cho nên đắc được quả báo này. Đất trong nước của Ngài bằng chất lưu ly, có đủ các thứ cây báo. Những cây báo đó thẳng hàng ở bên đường, ai thấy sự trang nghiêm của cõi nước đó đều rất vui mừng. Cõi nước đó và tất cả nhân dân đều phóng ra hương thơm. Tiên nữ thường ở trong hư không rải hoa quý, dùng đủ thứ hoa, đủ thứ hương kỳ diệu trang nghiêm cõi nước đó. Mặt đất cõi đó đều bằng phẳng, chẳng có hầm hố gò núi. Đây là do Ngài Ca Diếp khi ở tại nhân địa tu hạnh từ bi bình đẳng nên được quả báo như thế. Tất cả chúng Bồ Tát nhiều không thể tính kể, tâm của các ngài đều điều thuận nhu hòa, cũng đều đắc được ngũ nhãn lục thông, tu trì kinh điển đại thừa. Tất cả thanh văn đệ tử đều đắc được thân vô lậu, làm pháp dương tử, số đông không thể nào tính kể. Dù dùng thiên nhãn cũng đếm chẳng hết được. Kinh văn: Phật đó sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp, Thế Tôn quang minh, diệt ngài như thế. Giảng giải: Vị Phật đó sống lâu đến 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp lưu lại ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Nước đó tên là Quang Đức. Quang là chỉ trí huệ quang minh. Đức là chỉ bát nhã đức. Vì làm các hạnh lành, cho nên cõi nước đó và nhân dân đều đầy đủ trí huệ quang minh và bát nhã đức hạnh. Một chút si mê cũng chẳng có, cho nên được hiệu là Quang Minh Thế Tôn. Nước tên là Quang Đức. Kinh văn: Khi đó, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Maha Ca Chiên Viên, thảy đều run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan của Đức Phật, mắt chẳng tạm rời, bèn cùng nhau đồng thanh nói bài kệ rằng. Giảng giải: Đức Phật thọ ký cho Ngài Ca Diếp xong rồi, thì Ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Maha Ca Chiên Viên, các đại đệ tử của Phật cũng cấp tốc đứng lên. Trong thâm tâm các ngài đều nghĩ, Phật đã thọ ký cho Ngài Ca Diếp rồi mà chúng ta không biết lúc nào mới được Phật thọ ký. Do đó, trong tâm của các ngài đều lo lắng. Sau đó, các ngài đều bình tâm cung kính chắp tay, mắt nhìn Phật chẳng nhấp nháy. Lập tức mọi người dị khẩu đồng âm nói kệ rằng. Kinh văn: Thế Tôn rất hùng mãnh, pháp dương của dòng Thích, vì thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật. Giảng giải: Phật là bậc đại anh minh thánh hùng, đầy đủ oai đức trong thế gian, là đấng pháp dương sinh ra trong dòng dõi Thích Ca. Xin Phật từ bi hỷ xả, thương xót chúng con tất cả chúng sinh mà ban tặng giọng tiếng của Phật cho chúng con. Kinh văn: Nếu biết thâm tâm con được Phật thọ ký cho, như dùng cam lộ rưới trừ nóng được mát mẻ, như từ nước đói đến bỗng gặp cổ tiệt vua, còn ôm lòng nghi sợ chưa dám tự ăn liền, nếu được lệnh vua bảo sau đó mới dám ăn. Giảng giải: Hiện tại Phật nên biết trong tâm của chúng con nghĩ những gì. Chúng con nhìn thấy Ngài Ca Diếp được Phật thọ ký, giống như được Phật dùng nước cam lồ rưới lên thân của chúng con, khiến cho sự mát mẻ, tiêu trừ đi mọi sự nóng bức. Chúng con giống như vừa mới từ nước đói đến, bỗng gặp cổ tiệc của vua, trong tâm còn hoài nghi và sợ chẳng dám ăn liền. Nếu được lệnh của vua bảo thì mới dám ăn những món ăn này. Kinh văn: Chúng con cũng như thế, thường nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào được Phật huệ vô thượng. Tuy nghe tiếng của Phật nói chúng con thành Phật, tâm còn hoài nghi sợ như chưa dám ăn liền. Nếu được Phật thọ ký, lúc đó mới an vui. Giảng giải:
chúng con và tất cả chúng sinh đều như thế. Chúng con là người căn tính tiểu thừa, chẳng biết nên làm sao mới được trí huệ vô thượng của Phật. Tuy nghe được tiếng của Phật nói chúng con đều sẽ thành Phật, trong tâm còn có chút không tin và hoài nghi. Chúng con, người nhị thừa cũng có thể thành Phật chăng? Cũng giống như gặp cổ tiệc của vua, chẳng dám ăn liền. Nếu như chúng con được Phật thọ ký, thì lúc đó mới thật sự an vui. Kinh văn: Thế Tôn rất hùng mãnh, thường muốn an thế gian. Xin thọ ký chúng con, như đói cần bảo ăn. Giảng giải: Thế Tôn rất oai mãnh đại anh hùng, Ngài luôn luôn muốn khiến cho tất cả chúng sinh an vui. Hiện nay, hy vọng Phật cũng vì chúng con mà thọ ký. Ngài Ca Diếp đã thọ ký rồi, có phải chúng con cũng có phần? Hiện nay chúng con như người đói khát, cần Phật bảo chúng con ăn. Kinh văn: Khi đó, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các đại đệ tử, bèn bảo các tỳ kheo rằng: Ông tu Bồ Đề này, ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 vạn ức Na Do Tha vị Phật, cúng dường cung kính tôn trọng, khen ngợi, thường tu phạm hạnh, đầy đủ đạo Bồ Đề. Giảng giải: Kinh văn ở trước, ba vị đệ tử của Phật dùng kệ thỉnh Phật ban cho thọ ký. Phật đã biết trong tâm của các vị đại đệ tử nghĩ gì. Trong Kinh Kim Cang có nói: Hết thảy bao nhiêu tâm của chúng sinh, Như Lai đều biết, đều thấy. Tất cả chúng sinh có đủ thứ tâm niệm, Phật đều hoàn toàn biết hết. Do đó, Phật bảo tất cả hàng tỳ kheo ở trong Pháp hội: Ông tu Bồ Đề ở đời vị lai, gặp 300 vạn ức Na Do Tha vị Phật, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi tất cả các vị Phật, luôn luôn đều tu hành phạm hạnh thanh tịnh, đầy đủ lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Kinh văn: Nơi thân cuối cùng sẽ được thành Phật, hiệu là danh tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Giảng giải: Ngài tu Bồ Đề thân cuối cùng, hành Bồ Tát đạo sẽ được thành Phật, hiệu là danh tướng Như Lai. Ngài tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, Ngài biết các pháp không tướng. Tất cả các pháp không cũng là danh tướng, do đó Ngài thành Phật rồi hiệu gọi là danh tướng. Danh tướng cũng là thật danh, có một tướng hoặc gọi là hư không. Như Lai tức là hành đạo của chư Phật, lai thành chánh giác, ứng cúng, xứng đáng thọ lãnh trời người cúng dường. Chánh biến tri, biết tâm sinh vạn pháp gọi là chánh tri, biết vạn pháp duy tâm gọi là biến tri. Minh hạnh túc, vì tu hành cho nên trí huệ quang minh thanh tịnh đều hiện ra. Thiện thệ thế gian giải, một bậc giải thoát viên mãn, đã đạt đến chỗ tốt cùng cực. Vô thượng sĩ, trên thế gian chẳng có ai cao hơn Ngài. Điều ngự trượng phu, bậc đại trượng phu điều ngự chúng sinh ba cõi. Thiên nhân sư, đại đạo sư của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phật, Phật là gì? Phật tức là người, người tức là Phật, Phật là người tu hành. Song chúng ta phải tu hành mới có thể thành Phật, không thể nói hiện tại mình là Phật. Phải tu hành như thế nào? Trước hết phải giác ngộ chính mình. Do đó, giác là Phật, mê là chúng sinh. Khi bạn giác ngộ, tức là một vị Phật tương lai trong chúng sinh. Khi bạn mê thì biến thành Phật tính, chẳng giác ngộ trong chúng sinh. Giác ngộ tức là chân chánh minh bạch tất cả đạo lý trong vũ trụ. Tại sao chúng ta không giác ngộ? Vì có nhiều tập khí mau bệnh, vô minh phiền não, thân khẩu ý đều không thanh tịnh, đủ thứ nghiệp lực chướng ngại nên không thể giác ngộ. Nếu chúng ta muốn giác ngộ thì phải đừng làm ác, làm điều lành, đoạn dục khử ái,
siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, đó gọi là tự giác. Nếu chỉ là tự giác mà không giác tha thì vẫn không đủ, phải dùng phương pháp mình giác ngộ, đi giác ngộ tất cả chúng sinh. Đó cũng là phát đại bồ đề tâm, hành bồ tát đạo, với tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Đây gọi là tự giác giác tha. Tuy nhiên, tự giác giác tha, song hạnh nguyện vẫn chưa viên mãn. Nếu viên mãn thì xưng là Phật. Thế Tôn, bậc tôn kính của người thế gian và xuất thế gian. Kinh văn: kiếp tên là Hữu Bảo, nước tên là Bảo Sinh, cõi đó bằng phẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, chẳng có hầm hố, cát sỏi gai gốc, đồ tiện lợi dơ bẩn. Hoa báo rải đất khắp nơi đều sạch sẽ. Nhân dân cõi đó đều ở đài báo lầu cát trân quý. Hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên, dùng toán số ví dụ cũng không thể biết được. Các chúng Bồ Tát đông vô số ngàn vạn ức na do tha. Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lưu lại đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trong hư không, vì đại chúng nói pháp độ thoát vô lượng Bồ Tát và chúng hàng thanh văn. Khi đó Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: giảng giải, danh tướng Như Lai sẽ ra đời tại một thế giới, kiếp đó gọi là Hữu Bảo. Vì trong kiếp đó có đủ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cho nên gọi là Hữu Bảo. Vì có Phật Pháp Tăng Tam Bảo sinh vào nước của Ngài, cho nên nước của Ngài gọi là Bảo Sinh, cõi nước đó bằng phẳng. Vì Ngài tu Bồ Đề, tu tâm địa bình đẳng, đất làm bằng chất lưu ly, cũng do Ngài tu Bồ Đề có đầy đủ trí huệ quang minh chiếu sáng, lại có bảy hàng cây báo trang nghiêm, chẳng có núi đồi, hầm hố, cát sỏi, ngói đá, gai gốc. Nhân dân chẳng có đại tiểu tiện dơ giấy. Mặt đất rải qua bảy báo, khắp nơi đều rất trang nghiêm sạch sẽ. Nhân dân ở trong đài bằng bảy báo, tất cả lầu cát cũng bằng bảy báo làm thành. Tại cõi nước đó, hàng thanh văn nhị thừa đông vô lượng vô biên, dù dùng toán số tính đếm cũng chẳng biết được số lượng. Tất cả các chúng Bồ Tát cũng đông vô số ngàn vạn ức na do tha. Đức Phật đó sống lâu đến 20 tiểu kiếp, chánh pháp và tượng pháp lưu lại đời đều 20 tiểu kiếp. Đức Như Lai danh tướng thường ở trong hư không, vì đại chúng nói di diệu pháp độ thoát vô lượng chúng Bồ Tát và chúng hành nhị thừa. Khi ấy Phật muốn đem ý nghĩa trường hàng ở trên nói rõ hơn để đại chúng nghe, cho đó dùng kệ để nói. Kinh văn: đại chúng tỳ kheo, nay bảo các ông đều nên một lòng lắng nghe ta nói. Đại đệ tử ta, ông tu Bồ Đề sẽ được thành Phật, hiệu là danh tướng, sẽ cúng vô số vạn ức đức Phật, tu hành theo Phật, dần đủ đại đạo, thân cuối cùng được 32 tướng, tốt đẹp trang nghiêm, dường như núi báo. Giảng giải, Phật bảo các đại chúng tỳ kheo, các ông đều nên một lòng lắng nghe ta nói pháp. Đệ tử lớn của ta, ông tu Bồ Đề, tương lai sẽ thành Phật, hiệu là danh tướng. Khi Ngài chưa thành Phật, sẽ cúng dường vô lượng số vạn ức các đức Phật. Ngài theo Phật tu hành, thường hành những gì Phật hành, tu những gì Phật tu, nhận chân tu đạo, từng bước mà đạt được đại đạo thành Phật.
Người chân chánh tu đạo thì phải tu từng bước, ngày ngày dụng công biện đạo, lâu ngày thì đạo hạnh tự nhiên sẽ viên mãn. Do đó, căn thì đức, chậm thì trùng, không căn không chậm mới thành công. Ngài tu Bồ Đề hành Bồ Tát đạo, nơi thân cuối cùng đắc được 32 tướng. Tướng mạo trang nghiêm tốt đẹp, giống như tòa núi báo, ai thấy được Ngài đều sinh tâm vui mừng cung kính. Kinh văn: cõi nước Phật đó nghiêm sạch bậc nhất, chúng sinh thấy được thảy đều ưa thích. Phật ở nơi đó độ vô lượng chúng, trong pháp hội đó đông các Bồ Tát thảy đều lợi căn, chuyển bánh xe pháp. Nước đó thường dùng Bồ Tát trang nghiêm, các chúng thanh văn không thể tính kể, đều được ba minh, đủ sáu thần thông, trụ tám giải thoát. Có oai đức lớn, Phật đó thuyết pháp hiển hiện vô lượng, thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Trời người nhân dân đông như hằng sa, đều cùng chắp tay nghe Phật nói pháp. Phật đó sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Giảng giải: cõi nước của đức danh tướng Như Lai trang nghiêm sạch sẽ bậc nhất, tất cả chúng sinh trong cõi nước đó thảy đều hoan hỷ. Đức danh tướng Như Lai ở trong cõi nước đó độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh. Có rất đông các chúng Bồ Tát đều là lợi căn, chuyển bánh xe pháp bất thoái, giáo hóa chúng sinh. Cõi nước đó thường dùng chúng Bồ Tát để trang nghiêm đạo tràng, hết thảy chúng thanh văn đông cũng nói chẳng hết được. Các ngài đều đắc được ba minh: thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh, cũng đầy đủ lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông, và trụ ở tám giải thoát. Tất cả Bồ Tát thanh văn chúng đệ tử đều đầy đủ tướng đại oai đức. Khi Phật thuyết pháp thì hiện đủ thứ vô lượng thần thông biến hóa ở trong hư không thuyết pháp. Có đông trời người nhiều như số cát sông Hằng, đều chắp tay lại một lòng nghe Phật nói pháp. Phật đó sống lâu đến 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp lưu lại ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Kinh văn: bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo các chúng tỳ kheo: này ta nói với các ông Ca Chiên Viên này ở đời Vị Lai dùng các đồ cúng dường để cúng dường phụng thờ 8.000 ức đức Phật, cung kính tôn trọng. Chư Phật diệt độ rồi, xây dựng các tháp miếu cao 1.000 do tuần, bề ngang rộng 500 do tuần, dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, xích châu, bảy báo tạo thành, dùng các thứ chuỗi hoa, hương đốt, hương hoa, hương bột, lọng thêu, tràng phan, để cúng dường tháp miếu. Cúng dường như vậy xong rồi, lại cúng dường 2.000.000 ức đức Phật, cũng lại như thế. Cúng dường các đức Phật đó rồi, đầy đủ đạo Bồ Tát, sẽ được thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Giảng giải: Đức Phật thụ ký cho Ngài tu Bồ Đề rồi, lại bảo các đại tỳ kheo ở trong pháp hội: hôm nay ta đối với các ông nói pháp, các ông đều phải bình tâm một lòng lắng nghe. Ông Ca Chiên Viên ở đời Vị Lai cũng dùng đủ thứ đồ cúng dường để cúng dường cung kính 8.000 ức đức Phật. Ngài dùng chánh pháp cung kính khen ngợi, tôn trọng tất cả các đức Phật Thế Tôn đó. Sau khi các đức Phật đó vào Niết Bàn rồi, Ngài lại dựng tháp làm chùa để cúng dường. Tất cả tháp cao khoảng 1.000 do tuần,
bề ngang rộng 500 do tuần, đều dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, chân châu, xích châu, bảy báo tạo thành. Ngài lại dùng đủ thứ chuỗi hoa, hương thoa, hương bột, hương đốt, lọng thêu, tràng phan để cúng dường tháp miếu. Cúng dường xong rồi, Ngài lại cung kính cúng dường hai vạn ức vị Phật. Cúng dường hai vạn ức vị Phật rồi, Ngài đầy đủ đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kinh văn: cõi đó bằng phẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, hoa quý rải trên mặt đất, khắp nơi sạch sẽ, ai thấy cũng hoan hỷ, chẳng có bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Trời người rất đông, các chúng hàng thanh văn và Bồ Tát đông vô lượng vạn ức trang nghiêm cõi nước đó. Giảng giải: vì Ngài ca chiên viên tại nhân địa tu hành pháp môn bình đẳng, cho nên mặt đất cõi nước tương lai của Ngài bằng phẳng. Mặt đất dùng pha lê tạo thành, đủ thứ cây quý, bằng bảy báo trang nghiêm. Dây làm bằng vàng rồng, giăng bên vệ đường. Tiên nữ từ trên trời rải xuống hoa báo tốt đẹp thơm tho, phủ đầy mặt đất, khắp nơi đều sạch sẽ. Tại sao cõi nước đó trang nghiêm sạch sẽ như thế? Vì khi tại nhân địa thì Ngài tu hành thanh tịnh, làm tất cả các điều lành, ai thấy được cõi nước đó đều sinh tâm hoan hỷ. Trong cõi nước đó chẳng có bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Tại sao mà có địa ngục? Vì con người có tâm sân hận nên đọa vào địa ngục. Người có tâm tham thì đọa làm ngạ quỷ, chuyên môn đố kỵ người khác thì tương lai sẽ đọa làm súc sinh. Nếu người nào tranh cường háo thắng thì tương lai sẽ đọa vào loài Atula. Nhân dân trong cõi nước đó tâm địa đều lương thiện, làm các điều lành, thanh tịnh tâm mình, chẳng chịu quả báo ác, nên cõi nước đó chẳng có bốn đường ác. Trời người đông vô lượng vạn ức, còn có hàng nhị thừa A-la-hán, thanh văn, duyên giác và chúng đại Bồ-Tát đều đến cõi nước đó để trang nghiêm cõi nước đó. Kinh văn: Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lưu lại 20 tiểu kiếp. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: giảng giải, Đức Phật đó sống lâu 20 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp lưu lại đời cũng 20 tiểu kiếp. Phật muốn nói rõ ràng hơn pháp vừa mới nói ở trên, bèn dùng kệ để thuật lại. Kinh văn: các chúng tỳ kheo đều một lòng nghe pháp của ta nói chân thật không khác. Giảng giải: này các tỳ kheo, các ông nên một lòng lắng nghe pháp ta nói với các ông là chân thật hằng thường bất biến. Kinh văn: ca chiên viên này sẽ dùng đủ thứ đồ cúng tốt đẹp cúng dường chư Phật. Chư Phật diệt rồi dựng tháp bảy báo, cũng dùng hoa hương cúng dường xá lợi. Nơi thân cuối cùng được trí huệ Phật, thành đẳng chánh giác. Giảng giải: Ngài ca chiên viên biện tài vô ngại, luận nghị bậc nhất, sẽ ở đời vị lai dùng đủ thứ đồ cúng dường trang nghiêm tốt đẹp nhất để cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Các đức Phật đó diệt độ rồi, Ngài dùng bảy báo để dựng tháp làm chùa, lại dùng hoa và hương để cúng dường xá lợi của Phật. Thân cuối cùng của Ngài ca chiên viên sẽ được trí huệ của Phật, thành chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: cõi nước sạch sẽ, độ thoát vô lượng, vạn ức chúng sinh đều từ mười phương đến để cúng dường. Quang minh Phật đó
không ai sánh bằng. Phật đó hiệu là Diêm Phù Kim Quang, Bồ Tát Thanh Văn, dứt tất cả cõi, vô lượng vô số, trang nghiêm nước đó. Giảng giải: cõi nước của Ngài rất thanh tịnh sạch sẽ, độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh. Có hàng vạn ức chúng sinh đều từ mười phương đến cúng dường Ngài. Quang minh và trí huệ của Phật đó hơn hết tất cả, cho nên hiệu là Diêm Phù Kim Quang. Các chúng đại Bồ Tát, hàng thanh văn đều đã đoạn trừ cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Số đông vô lượng vô biên đều đến trang nghiêm cõi nước của Phật đó. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: nay ta nói với các ông, đại mục Kiền Liên này sẽ dùng đủ thứ đồ cúng dường để cúng dường 8.000 các đức Phật cung kính tôn trọng. Các đức Phật đó diệt độ rồi đều xây dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, bề ngang rộng 500 do tuần, dùng vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu xích châu bảy báo tạo thành, dùng các thứ chuỗi hoa hương thoa hương bột hương đốt lộng báo tràng phan để cúng dường. Việc làm đó xong rồi lại cúng dường 200 vạn ức các đức Phật, cũng lại như thế. Giảng giải: khi đó Phật lại bảo đại chúng nói: hôm nay ta muốn nói với các ông rằng, tôn giả đại mục Kiền Liên ở đời vị lai sẽ dùng đủ thứ đồ cúng dường để cúng dường 8.000 vị Phật. Ngài dùng tâm cung kính tôn trọng như là cúng dường. Sau khi các đức Phật đó diệt độ rồi, Ngài lại dựng tháp làm chùa cao 1.000 do tuần, bề ngang rộng 500 do tuần, đều dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, xích châu để tạo thành. Ngài lại dùng đủ thứ hoa, chuỗi, hương thoa, hương bột, hương đốt, lộng thêu, tràng phan để cúng dường tháp chùa. Cúng dường những tháp chùa đó rồi, Ngài lại tiếp tục như ở trên, cúng dường 200 vạn ức các đức Phật. Kinh văn: sẽ được thành Phật, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Giảng giải: sau khi Ngài cúng dường 200 vạn ức các đức Phật rồi, sẽ được thành Phật, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai. Đa Ma La là tiếng Phạn, nghĩa là tự tính thanh tịnh, bụi trần chẳng nhiễm. Chiên đàn hương là một thứ gỗ thơm tối thượng nhất. Kinh văn: kiếp tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc. Cõi đó bằng phẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, rải các thứ hoa trân châu, khắp nơi đều sạch sẽ, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Rất đông trời người, các chúng Bồ Tát và thanh văn số đông vô lượng. Giảng giải: kiếp tên là Hỷ Mãn, vì trong kiếp đó đầy dẫy sự vui thích, cho nên cõi nước cũng có tên là Ý Lạc. Mặt đất cõi nước đó dùng pha lê tạo thành, bảy hàng cây báo trang nghiêm. Từ trên trời rải xuống các thứ hoa bằng trân châu, khắp nơi đều sạch sẽ, ai thấy được nước đó cũng đều sinh tâm hoan hỷ vui thích. Có rất đông trời người, thanh văn và Bồ Tát không thể nào tính kể hết được. Kinh văn: Phật sống lâu 24 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lưu lại đời 40 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: giảng giải, Đức Phật đó sống lâu đến 24 tiểu kiếp, chánh pháp lưu lại đời 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng lưu lại đời 40 tiểu kiếp. Khi Phật nói đoạn kinh trên đây xong rồi, lại muốn dùng kệ thuật lại khiến cho đại chúng hiểu rõ hơn. Kinh văn: đệ tử ta đây, đại mục Kiền Liên, bỏ thân này rồi, được thấy 8.200 vạn ức chư Phật Thế Tôn, vì thành Phật đạo, cung kính cúng dường ở chỗ chư Phật thường tu phạm hạnh,
trong vô lượng kiếp phụng trì Phật pháp, chư Phật diệt rồi dựng tháp bảy báo cao rộng tốt đẹp, dùng các hương hoa kỹ nhạc cúng dường tháp chùa chư Phật. Giảng giải: vị đệ tử một kiền liên của ta đây, khi bỏ thân này rồi sẽ gặp được 8.200 vạn ức các đức Phật Thế Tôn. Vì tu thành Phật đạo, Ngài rất cung kính cúng dường tất cả các vị Phật. Ngài ở trước các đức Phật, thường học theo các đức Phật, tu phạm hạnh thanh tịnh. Ở trong vô lượng kiếp, Ngài nhất tâm phụng trì Phật pháp. Khi các đức Phật diệt độ rồi, Ngài lại xây tháp chùa bằng bảy báo, cao rộng tốt đẹp trang nghiêm, dùng các thứ hoa, hương, kỹ nhạc để cúng dường những tháp chùa đó. Kinh văn: dần dần đầy đủ, Bồ Tát đạo rồi ở nước Ý Lạc mà được thành Phật, hiệu Đa Ma La, bạc chiên đàn hương, Phật đó sống lâu 24 kiếp. Giảng giải: Ngài dần dần đầy đủ viên mãn lục độ vạn hạnh, hàng sinh ở nước Ý Lạc mà thành Phật đạo, hiệu là Đa Ma La bạc chiên đàn hương Phật. Vì Ngài tại nhân địa tu hành thanh tịnh, cho nên được thanh tịnh trang nghiêm không nhiễm. Trên thân thoảng ra mùi hương chiên đàn, Phật đó sống lâu 24 tiểu kiếp. Kinh văn: thường vì trời người, diễn nói Phật đạo, thanh văn vô lượng, như các sông Hằng, có quai đức lớn, ba minh sáu thông, Bồ Tát vô số, chí bền tinh tấn, đều chẳng thối chuyển, nơi trí huệ Phật. Giảng giải: Ngài thường vì trời người diễn nói Phật pháp, trong cõi nước của Ngài có vô lượng chúng hàng thanh văn, đông nhiều như các sông Hằng. Các Ngài đều đầy đủ tam minh, lục thông và có đủ tướng quai đức, lại có vô lượng số đại Bồ Tát. Các Ngài chí nguyện đều bền vững, dũng mãnh tinh tấn, đắc được trí huệ vô lượng của Phật, đều được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Phật diệt độ rồi, chánh pháp trụ thế, 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng thế, các đệ tử ta, quai đức đầy đủ, số đông 500, đều được thọ ký, ở đời vị lai, đều được thành Phật. Ta và các ông, đời trước có duyên, nay ta sẽ nói, các ông khéo nghe. Giảng giải: Phật đó diệt độ rồi, chánh pháp lưu lại thế gian 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng như thế. Trong các vị đệ tử của ta, có 500 vị đầy đủ tướng quai đức, đều được thụ ký, ở đời vị lai sẽ được thành Phật. Ta với các ông đều có nhân duyên trong quá khứ, cho nên nay ta phải nói với các ông pháp này, các ông phải khéo lắng nghe cho kỹ.